làm chương trình trung thu mà nít nó bỏ chạy không à nè. Mấy bé ở đây rất là sợ anh đó. Cái nữa coi chạy không. Xa là ở đâu? Là đi lại đây là đi từ lúc nào, mấy giờ? 8 giờ mà bây giờ 8:30 là đi khoảng nửa tiếng, đi khoảng gì qua đây? Nói cho chú nghe đi con. Trả lời mình được quay phim nè. Có thể nhìn thấy là hiện tại là Trương đang có mặt cùng với anh trưởng đoàn của câu lạc bộ Mang Mây Xanh. Đây cũng là trưởng đoàn luôn. Nói chung là bốn trưởng đoàn ở đây thì tạm gọi vô đây nha. Thì hiện tại bây giờ Trương đang có mặt ở xã Mạ Đờ Rông, huyện Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng, là một cái xã mà vùng sâu vùng xa nhất của tỉnh Lâm Đồng luôn đó các bạn. Thì các bạn cũng có thể nhìn thấy là ở đây là có rất là nhiều em bé dân tộc, nói chung là chắc là ở đâu trên núi á, xa xa thì bắt đầu đi xuống đây, có nhiều phương tiện lắm. Có nhiều bé thì nãy có nói là đi bằng xe đạp, có nhiều bé là đi bộ xuống đây để mà đợi để mà lãnh những phần quà trung thu. Thì hy vọng là ngày hôm nay cả đoàn cũng như là tâm huyết của anh em ngày hôm nay sẽ mong muốn là mang lại những cái niềm vui nho nhỏ nhân ngày trung thu dành cho các em. Và bây giờ tí nữa thì xin mời các bạn hãy cùng theo Chương cùng với các anh em trưởng đoàn để phát quà cho những bé ở đây nha. Các bạn có thể nhìn thấy là các bé ở đây rất là dễ thương. Nhưng mà nói chung là do là sống ở trong vùng dân tộc cho nên rất là nhát, gặp máy quay là chạy không à, thấy chưa? Thấy chưa? Đó. Cứ gặp máy quay là chạy thôi. Đó. Có bạn nào hết về phim không? Các bạn cũng có thể nhìn thấy là anh Diễn ơi, anh Diễn. Tôi thấy là mấy bé ở đây rất là sợ anh đó. Anh không biết làm sao anh trưởng đoàn sao mà mấy bé sợ anh như vậy, tôi cũng không biết nữa. Gắn dữ rồi kìa. Anh trưởng câu lạc bộ đúng không? Anh cũng là một không gắn dữ rồi kìa. Do không quen với người lạ xuất hiện cho nên là các bé còn hơi rụt rè tí xíu thôi, chứ thật sự các bé rất là dễ thương chắc. Chứ tôi thấy anh làm chương trình trung thu mà nít nó bỏ chạy không à nè. Qua cái bé nó chạy tiếp nữa. Cái nữa coi chạy không. Bỏ chạy rồi. Tôi không biết sao mà anh này đi tới đâu là bị bỏ chạy tới đó.